thân mến, chào mừng các bạn đã đến với phần phỏng vấn cho học sinh của MET. Ngày hôm nay chúng ta đến thêm với một câu chuyện xuất sắc, sẽ là tân sinh viên của trường Hong X, thêm một động lực truyền cảm hứng cho các bạn để các bạn có thể đi ra Hàn Quốc và thực sự giỏi giang ngay từ Việt Nam. Đó chính là bạn Ái Kim. Ái Kim đã có topic 3, có mã code visa thẳng từ trường Hong X, và chúng ta cùng nghe câu chuyện của Ái Kim nhé. Chào Ái Kim. Dạ, em chào chị và cũng như là mọi người đang theo dõi video này. Mình tên là Ái Kim, thì bây giờ mình đã mới vừa lấy visa trên lãnh sự quán luôn, và visa của mình là Hong X nha mọi người, là một cái là một trường mà phải nói là đứng đầu cho việc cấp thẳng mã code visa. Chị muốn hỏi một câu nhá. Dạ. Câu này chị không biết là khó hay dễ với Ái Kim, nhưng mà em cứ chia sẻ cùng các bạn. Làm sao mà em lại học giỏi thế? Thật ra thì quá trình học tiếng Hàn của em á thì nó cứ bị ngắt quãng chị, và em biết đến tiếng Hàn thông qua một cái show, nghĩa là nhiều người sẽ biết đến là chương trình Running Man. Em đã được tiếp xúc tiếng Hàn từ đó khá là nhiều, cho nên là cũng là một trong những lý do mà khiến em có thể có phần nghe tốt như vậy. Thế thì nếu mà các bạn cũng có mong muốn là được học giỏi tiếng Hàn như em, thì em có thể chia sẻ kinh nghiệm được không? Thật ra thì mình khuyên là mọi người nên xem chương trình. Khi mà chúng ta gặp bất kỳ một cái từ khó nào trong quá trình chúng ta xem thì hãy ghi lại và nốt ngay lập tức. Tại vì thật sự thì chúng ta nốt lại chúng ta mới thể nhớ được, không thể nào mà để trôi đi được. Và chúng ta hãy nên học, chăm chỉ học từ vựng. Tại vì có từ vựng là gần như chúng ta đã có thể lưu loát được tiếng Hàn vậy. Ok, như vậy là luôn luôn học, luôn luôn tự học, và thực ra là học với niềm yêu thích là một bí quyết vô cùng quan trọng, đúng không? Thực ra không nhiều bạn được ngồi xuống phỏng vấn với trường Hong X, vì trường loại hồ sơ rất là kỹ và mỗi năm mỗi kỳ lấy cực kỳ ít sinh viên Việt Nam, nên là các bạn sẽ tò mò về quá trình em phỏng vấn trường Hong X thì đã diễn ra như nào và em làm thế nào để em chinh phục trường Hong X. Thật ra thì để có thể vào trường Hong X á thì mình nghĩ là đầu tiên là mọi người phải có được tự tin. Tại vì có tự tin chúng ta mới có được tất cả. Thế là một hồ sơ đẹp. Hồ sơ đẹp á, thì mọi người chỉ cần học tập chăm chỉ ở trên trường là mình nghĩ là mọi người đều có thể làm được mà. Thế theo là nghĩ là chúng ta phải có đam mê. Tại vì thật sự là đôi lúc á sẽ dễ, rất là dễ bị nản, đúng không? Như vậy là bí quyết học là thực ra là rất là yêu thích những gì mình học này. Học cực kỳ chăm này. Và đừng bao giờ nản chí. Bởi vì chị nhớ là có một câu rằng người cuối cùng đến đích đôi khi không phải là người giỏi nhất mà là người bền bỉ nhất. Nhưng mà chị thấy ở Ái Kim em có cả hai tiêu chí đó, em vừa giỏi và vừa bền bỉ, thì chắc chắn là em sẽ đi rất là xa tại Hàn Quốc. Trước khi mà bay ra Hàn Quốc để nhập học trường Hong X thì em có muốn nhắn nhủ gì với các bạn cũng yêu trường Hong X này, cũng yêu Hàn Quốc này, và cũng mong muốn đến MET để du học Hàn Quốc không? Đừng bỏ cuộc nhé mọi người. Yes, đừng bỏ cuộc nhé. Fighting. Fighting. Các bạn hãy nhớ lời khuyên giản dị của Ái Kim, nhưng đó cũng là một trong những bí kíp vô cùng quan trọng để chúng ta chinh phục mục đích là trường Hong X, là trường top 1, là visa du học Hàn Quốc, hay bất cứ điều gì trong cuộc sống dù là nhỏ hay lớn. Hãy hoàn hảo và kiên trì dù từ những điều nhỏ nhất. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn các bạn tại MET và Ái Kim cũng như trường Hong X nhé. Bye.